Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Phạm Hồng Liên, năm nay tôi 34 tuổi và tôi sống ở Hà Nội. Tôi biết đến khí công cách đây 3 năm khi mà tôi đang là một giáo viên yoga và tôi hoạt động tại câu lạc bộ Thân Tâm D2 giảng võ. Và khi mà tôi thấy thầy Phúc Hành đến và chia sẻ về khí công thì tôi cảm thấy rất là hào hứng. Và ngay trong buổi tập đầu tiên thì tôi đã cảm nhận thấy khí ở qua các đầu ngón tay của mình. Và bởi vì mình cảm nhận khí rất là rõ cho nên là càng tập thì tôi lại càng cảm thấy đam mê. Và yoga và khí công là một bộ đôi giúp cho con người có một cái sức khỏe toàn diện. Và tôi đam mê tập khí công cách đây 3 năm rồi. Trong quá trình tập khí công thì chị cảm thấy mình có sự cải thiện như thế nào về sức khỏe và tinh thần? Trong quá trình tập khí công á, thông qua các bài tập của thầy thì tôi cảm nhận thấy là cơ xương khớp của tôi mỗi ngày một dẻo dai hơn. Và nếu như mà yoga thì nó đơn thuần là các bạn sẽ chú tâm vào động tác, nhưng ở trong khí công thì các bạn sẽ quán về khí và năng lượng. Cho nên khi mà chúng ta áp dụng được những cái bài giảng ở trong khí công á, thì các bạn sẽ đưa năng lượng, đưa khí tới từng bộ phận trong cơ thể. Và dựa theo những cái sự căng cứng hay là mở và thư giãn ở từng bộ phận thì các bạn sẽ cảm thấy cơ thể của mình dẻo dai hơn, khoan khoái hơn mỗi ngày. Lợi ích khi đăng ký khóa online dịch cân kinh trị bệnh: được học bài bản theo đúng thứ tự chuẩn của khí công chữa bệnh, bài 1, bài 2, bài 3. Đây là một điều rất quan trọng để tập chữa bệnh hiệu quả. Được học đầy đủ chiêu 10, thông khí toàn thân, chiêu 11, rất tốt cho mật, chiêu 12, giải độc cho gan, và toàn bài dịch cân kinh 12 thức trị bệnh. Được hỗ trợ trực tiếp từ thầy Phúc Thành khi có thắc mắc trong suốt quá trình học. Được tư vấn về bài tập và thuốc đông y để giúp đẩy lùi bệnh tật nhanh nhất, hiệu quả cao. Đặc biệt, nếu bạn đăng ký cùng với khóa bát đoạn cầm trị bệnh và khóa thiền trị liệu sẽ được áp dụng ưu đãi đặc biệt, mua 3 tính tiền 2. Hãy nhanh tay comment ngay dưới bài viết này để biết thêm chi tiết, chỉ áp dụng cho 30 người đăng ký sớm nhất.